Dạ toàn mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn ha. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Thì lời đầu tiên trong video toàn cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Thì hôm nay tại nhà chị Hai có giao lưu tầm khoảng là 30 cây mai. Thì mỗi cây bình quân cái hoành neo của nó là từ 30 cho đến 50 cm ha. Thì cũng có cây bự cây nhỏ nha quý cô chú anh chị. Và ở đây chị Hai giao lại cho chú Đen bán, thì nữa toàn sẽ đăng số điện thoại của chú Đen lên, có gì quý cô chú anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0367 447 129, địa chỉ là ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị. Và rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ. Rồi sau đây toàn sẽ vào chi tiết quay từng cây ha. Chú Đen ơi. Dạ Đen, mến chào quý cô chú và anh chị em ha, trong và ngoài nước. À, hôm nay lời đầu tiên Đan Nguyễn cũng xin kính chúc cho quý cô chú và anh chị em được nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống của chú chị ơi. Thì hôm nay trở lại cái nhà của anh Hai ha, cái địa chỉ tại ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ của chú chị ơi. Thì anh Hai có giao lưu qua rất là nhiều mấy chục cây mai nha cô chú chị, trong đó đặc biệt là có ba cây ha, ba cây bự nha. Ba cây này là đang sẽ vô từng chi tiết cây một của chú chị ơi. Mình đọc số điện thoại của chú luôn. Số điện thoại của em là 0367 447 129. Tại chị Hai bả lâu đôi khi cái điện thoại chỉ không có thường trực, cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình muốn giao lưu với chị Hai thì qua em, thì em sẽ liên hệ chị Hai giúp cô chú anh chị mình ha. Bây giờ đang mời cô chú anh chị mình vô từng cây một ha. Để mình quay vòng vòng ngoài trước đi chú Đen. Quay cái mẫu tạm. Coi chiều cao nó tầm khoảng nhiêu hả chú Đen? Khoảng 4 thước ạ. Chiều cao là kể 3,5 m đi. 4 thước, bề ngang cũng tầm khoảng 3 thước mấy 4 thước. Dạ. Quay hai cây thì cái này tàng thông nha quý cô chú anh chị. Thì chi cạnh rất là đều luôn ha. Thì cái này là mai giảo hồi đó hay là mai giảo Thủ Đức cho chú Đen? Cái này cũng mười mấy năm rồi mình không biết nó là dạ. Nhưng mà bông thì ok đó. Cái này mặt bông từ 7 đến 9 cánh nha quý cô chú anh chị. Cái này mai hồi đó luôn nè, chi cạnh rất là đều luôn. Thì có gì quý cô chú anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại chú Đen để mình nói về giá cả ha. Cây chi cạnh rất là đều luôn quý cô chú anh chị ơi. Đó. Quá. Này tàn dày quá mình vô đây hay khó nha quý cô chú anh chị, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Đầu tiên mình đo thông số cây mã số 1 luôn đi chú Đen. Cái này nó chi tàn rất là đều nha. Kêu bằng là ok lớn cô chú anh chị ơi. Cái này là khỏi chê ha. Cây chi cành dày đặc luôn. Đây là cây mã số 1. Cái cây này theo độ rồi cái bộ anh, tại vì mình không có móc. Cái này chắc đế quái của chú Đen. Theo độ của bộ đế khủng lắm ha, nó nở nè. Nở đều cũ hết ha. Cái thì này ở đây Đen nói rất rõ rồi cô chú anh chị. À Đen báo giá trước ha. À, chị Hai giao lưu với ba cây là 120 triệu. Khoan chú Đen ơi, mình đo đi. Đo đi rồi. Mình nói giá trước rồi mình đo chứ rồi. À, để cô chú mình thấy ha, tức là đây là cây số 1 nha cô chú anh chị. Không không, mình đo trước đi, đo trước ba cây đi. Đo trước rồi mình nói giá sau. À, Đen cùng cô chú anh chị mình đo ha. Không không, đúng rồi, đó đúng rồi chú Đen ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái này cái gốc nó nở lắm nha cô chú anh chị, cái bộ đế chắc khủng à. Tại mình không có móc lên hết ha. Chú xe quần eo qua đây cho tôi được. Có tầm khoảng nhiêu chú Đen? Cái này mình đo chưa hết gốc ha cô chú anh chị. Nhiều chú Toàn. 55. Quả neo của nó là 55 nha quý anh chị. 58 chú Toàn. 58 hả? 58. Quả neo là 58 nha quý cô chú anh chị. Mình đo xích trên chút lên chú Đen ngay chỗ tài cành á. Tài cành là phía trên, cái nhánh á, cái nhánh á. Cái này thì gốc nở rồi chú anh chị, mình không có bơi lên ha, nhưng cái này độ đế cũng dữ à. Rồi quanh quanh neo trên tay cành thì nó được 40 nha quý cô chú anh chị. Mình đo tay nhánh cái luôn tay cành đi chứ đây. Là cái nhánh đó. Cái nhánh đầu tiên. 18 chứ Toàn ơi. Rồi, 18 ha. Tay cành là 18 nha quý cô chú anh chị. Cái tay cành đó là 18 nha cô chú anh chị. Rồi mình đo nhiều đi chú đây. Thì 30. Rồi 30 nha. Cây chia cành rất là đều và cây lùng lực luôn nha quý cô chú anh chị. Nó thoát nhánh nha chú Toàn ơi, mình đo nó thoát nhánh nha luôn này nè. Thoát nhánh 37 nha cô chú anh chị. Và đây là cây mã số 1.
Cái mã số 1 quanh eo của nó là 58 nha quý cô chú anh chị. Thấp nhánh là 37, còn trên này quanh eo trên là như chú Toàn. 40 không? Chắc 40. Chiều cao này cũng phải tầm 3 thước mấy à. Cây chiều cao là 3 mét mấy nha quý cô chú anh chị. Dạ, Toàn với Đen cũng chưa có gành hung, rất mong quý ông bà cô chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Ở đây là cái mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Chi cành rất là đều luôn ha. Thì cô chú chị thấy hôm nay mình quay cho chị hai ba cây này rất là đẹp ha. Rồi qua cây số 2 luôn. Tiếp theo là cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 2 này dáng nguyên hết chứ rồi. Dáng hơi đổ chút xíu. Dáng đổ. Cây này chiều cao nó tầm khoảng 3,5 m hả chú Đen? Cây này chiều cao 3,5 m nha quý cô chú anh chị. Cây chi cành rất là đều luôn. Hiện tại cây đang có nụ nha quý cô chú anh chị. Thì cái này là mai chơi Tết 2023 rất là im luôn quý cô chú anh chị. Để đo để Toàn quay. Tại vì trong đây mình đi vòng vòng hơi khó với cô chú anh chị. Các mong quý cô chú anh chị chi tạng quá đều của chú anh chị. Ra chung vô cũng hơi khó. Chồng này đặt luôn. Đặt là từ dưới lên trên ha. Rồi chú đo quanh neo đi chú đây. Này đế quái luôn nha quý cô chú anh chị. Hình như có nó có cái đuôi nè chú đây. Có anh chân này nhưng mà cái này là mình không có nó cứng quá, mình không có bư lên được. Cô chú anh chị nào muốn giao lưu thì mình đến tại vườn ha. Để rồi mình giao lưu với chị hai ha. Kéo qua luôn đi chú đây. Kéo cái kia qua. Này cũng 58 chú Toàn ơi. Quần eo bên đây cũng 58 là bằng bên kia luôn quý cô chú anh chị. Này là cũng như là cặp cặp đế quái luôn ha. Cái cây nãy mình chưa quên đo thoát thân chút đây. Cả chậm chế đi. Thoát thân 26 đi. Rồi thoát thân là 26 ha. Tay cành luôn chú đây. Cái này mình nào giờ không mình bán Singapore cô chú anh chị không có gành gì cái này á, mong cô chú anh chị mình thông cảm giùm ha. 26. Cả 25 đi. Cả 25 đi. 25 mà tay cành nha quý cô chú anh chị. Chi cành rất là đều cô chú. Chi cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị ơi. Thì nói chung là hai cây này là cặp đế quái, là nói chung là hoành eo là phía dưới là 58 hết nha quý cô chú anh chị. Là cây mã số 1, cây mã số 2 ha. Chi cành là rất là đẹp ha. Chi cành rất là đều luôn. Từ dưới lên trên luôn đó. Rồi mình ra cây số 3 đi chú đi. Rồi tiếp theo cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Ngoài cả ba cây bự này ra thì chị hai bà có giao lưu tầm khoảng thêm 20 mấy cây mai hoành từ 25 cho đến 30 ha. Cây chi cành rất là đều kìa. Cây này chiều cao tầm khoảng 3,5 m nha quý cô chú anh chị. Rồi. Cây này hình như là nó có tương lai xù quá chú đây. Này nó thấy là nó bị nứt ra nhóc trơn rồi. Cái này nó muốn nứt xù ha cô chú anh chị, gõ này xù luôn à, không có muốn gì chứ. Này xù rõ ràng chứ Toàn ơi. Cây này lên xù nha cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị, nó xù cũng nhiều rồi nha. Nè chú Thông. Đó, nó xù nghe cô chú anh chị. Nó xù cũng mạnh nè ha. Cây này là xù mạnh, cây mã số 3 là xù mạnh nha cô chú anh chị. Để mình quay vòng đi chú Đen ơi. Quay vòng đi chú Đen. Qua đây đúng chú Đen, xù mạnh nè chú Đen ơi. Xù nhiều rồi. Cây mã số 3 này xù nhiều ha, đây nè. Rồi lên trên này cũng xù luôn nè chú Đen. Đây nè. Phía trên cũng xù luôn, chú anh chị. Đang lên xù ha. Cây này chi cành rất là đều nha quý cô chú anh chị. Cái này mai nguyên thủy mà nó xù là quyết lắm nè cô chú anh chị ơi. Nó có cọng ghế treo hả chú đây? Cọng này không sao, này để nuôi cây mà. Rồi chú đo thông số đi cây mã số 3 chú đây. Để đang đo cho cô chú anh chị mình thấy ha. Này 46 cây 46 chú đây. Siết cùng dây thước lại. Này tới 50 chú Toàn ơi. Hoành neo 50 nha quý cô chú anh chị. Thì rồi cho chú đo xích lên trên chút nữa chú đây. Thoát thân hả? Hai lần chân. Không, phía trên tay gần tay cành á. Rồi. Phía trên là 43 cm nha quý cô chú anh chị.
Thì cái này, cây từ cây số 1, cây số 2, cây số 3 thì chị Hai bán giá là 120 triệu cô chú anh chị ơi. Dạ, nói chung cũng chị Hai giao lưu là 3 cây là nhiêu chú đây? 120 triệu chú Toàn. 3 cây là 120 triệu, rất mong quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho chị ha. Thì nói chung là ngoài 3 cây bự còn trong đó là 20 mấy cây mai hoành từ 25 cho đến 30 nha quý cô chú anh chị. Đó, cái cây mã số 3 này lên sù nè cô chú anh chị, lên sù bự rồi ha. Đây. Sù bự đấy chứ Toàn. Mắc cái lá không thấy. Rồi. Đây là cây mã số 3 thoát thân nãy chú chưa đo thoát thân chú đây. Rồi cho nó thoát thân nữa. Ê, thoát thân cả nhánh này chú Toàn. Nhánh đó đó. Nhánh này. Dạ. Không ngược đầu rồi. Thoát thân 17 chú Toàn ơi. Dạ. Rồi thoát thân là 17 nha quý cô chú anh chị. Cây này chi cành rất là đều luôn ha. Đặc biệt là nụ rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Nụ rất là nhiều luôn. Rồi quý cô chú anh chị ơi, thì ngoài 3 cây mai bự ra thì trong đó thì chị Hai có giao lưu tầm khoảng thêm 20 mấy cây. 20 mấy cây hoành neo là từ 25 cho đến 30 cm nha quý cô chú anh chị. Ở phía trước này tầm khoảng là mười mấy cây. Mười mấy cây còn phía sau nữa nha quý cô chú anh chị. Và ở đây thì ngay dốc cầu Kinh Mới nha quý cô chú anh chị. Dốc cầu Kinh Mới, ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Và số điện thoại của chú Đen là 0367 447 129. Cũng là số Zalo luôn nha quý cô chú anh chị. Và sau đây Toàn sẽ dẫn quý cô chú anh chị và các bạn ra phía sau. Ở phía sau nhà của chị Hai còn một mớ nữa. Đi đường nào đi chú Toàn. Này để tôi tắt cái điện thoại chứ. Cô chú anh chị ơi, ha, tiếp tục đây là những cái cây mai rất là đẹp ha. À, chị tàn rất là đều cái này mai hồi đó cô chú anh chị ơi. Mai hồi đó mà chi cành rất là đều. Thì cô chú anh chị nào muốn mua thì đến ha, chị Hai giao lưu với giá là bình dân. Cây này hoành neo nó khoảng 2-3 mấy hơn chú đây. Này 40 chú Tần ơi. 40 ha. À, hoành neo có 40. Tại mình gan mình hai tấc mà. À. Nhưng mà cái này trên 2 gan. Cái này thì cô chú anh chị nào mà muốn mua thì đến đây chị Hai giao lưu. Cái này cũng như là dạng như mai gừng quý cô chú chị. Phía sau này dạng như mai gừng ha. Bác Hữu Nghị ha. Cái này tầm khoảng 30. 30. Tại gan của chú dài hơn gan của tôi. À, phía sau này là mười mấy cây nha quý cô chú anh chị. Phía sau này là mười mấy. Phía trước là mười mấy, rồi cộng thêm 3 cây mai bự. Nó có những bộ đế thú này chú Tần ơi. Anh cô chú anh chị nào muốn thích bộ đế thú thì cái alo cũng được ha. Này có đế quái luôn. Tạo sẵn nè cô chú anh chị. Cây này về tầm khoảng 30 ha chú Tần ha. Ừ. Này đế thú này cỡ 30 ha cô chú anh chị ha. Ở như là cái cặp thú phía trước là nãy là cái nào cũng 58 không ta. Cái đó động cơ luôn ha. Đúng rồi, 58. À, thì mỗi cây là trong vườn của chị Hai là đế quái có, rồi đế thường có nha quý cô chú anh chị. Cây đặc biệt thì mai hồi đó là thấy là cái giống sù nó rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Rồi mình đi về dài lên kia đi. Cây chi cành rất là đều nha quý cô chú anh chị. Đây là phía sau mười mấy cây. Đế quái luôn chú Tần ơi, mười mấy cái đế quái luôn chú Tần. Hai cô chú anh chị ơi, đế quái ha. Cô chú anh chị nào muốn thì alo ha. Có những bộ đế đẹp ở chân trước cửa đồ chơi cho giữ nhà đồ chơi ha. Hoành là cỡ 28 không chú đây. Cũng cỡ đó, cỡ 28. Bị mấy cây này nhỏ nhỏ thì mình chỉ nhắm chừng thôi ha cô chú anh chị ha, không có đo ha. Cây chi cành rất là đều luôn quý cô chú anh chị ơi. Những cây này bộ tàn rất đẹp ha. Dạ. Phía đằng kia nữa. Ta về cây được rồi chú đây. Về cây cho ba biết rồi. Ai hình thú luôn cô chú anh chị ơi. Này, đây quái luôn nha quý cô chú anh chị. Đây quái luôn. Này là kiểu giống như cá sấu không chú đây? À, cây danh này giống cá sấu. À, cây chi cành rất là đều ha. Thì nãy giờ thì đang với cũng Phạm Toàn 99 ha cô chú anh chị đi giới thiệu qua cái vườn mai vàng của nhà của chị Hai ha. Thì đến đây nó cũng thời lượng video đã tạm xong ha cô chú anh chị. Thì đang cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe,
và luôn luôn gặp được nhiều hạnh phúc trong cái cuộc sống. Dạ. Đang xin chào và hẹn những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn chú Đen rất là nhiều. Rồi, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, thì hôm nay bên chị Hai có giao lưu tầm khoảng là 3 cây mai bự với thêm 20 mấy cây mai nhỏ nhỏ tầm khoảng là hoành eo, nó là từ 25 cho đến 30, đế quái có, đế thường có nha quý cô chú anh chị. Và rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho chị. Ví dụ mà đường xa mình lại thì chị Hai có bớt tiền ship luôn ha. Mình chú tắt giùm tôi một cái luôn đi cho đây. Rồi, Toàn cũng hẹn quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Cứu bây giờ Toàn xin mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ha. Giờ bye bye.